Chào mừng các bạn đến với chương trình bình luận bóng đá vòng bảng Europa League mùa giải 2022-2023 trên kênh Tin Bóng Đá. Cuối tuần qua, Arsenal đã có trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay khi thất bại 1-3 trên sân của đại kình địch Manchester United. Tuy nhiên, người hâm mộ pháo thủ không quá lo lắng bởi đội bóng thành London vẫn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đêm nay, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ có chuyến hành quân tới sân Zurich tại vòng bảng Cúp C2 châu Âu. Theo đánh giá, với chất lượng đội hình vượt trội và phong độ ổn định thắng 11 trong 12 trận đấu vừa qua, Arsenal tự tin giành trọn 3 điểm ở trận đấu đầu tiên ở Cúp châu Âu mùa giải năm nay và sở hữu ngôi đầu ở bảng A. Thực tế, Arsenal tự tin giành một thắng lợi cách biệt dù cho phải đi đấu xa nhà. Nên nhớ, Zurich bước vào vòng bảng Europa League với bộ mặt bạc nhược khi thua cả 2 trận đấu tại giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ. Hiện tại Zurich đứng áp chót tại giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ. Đây là sự khởi đầu tồi tệ nhất của đội bóng này bởi sau 7 trận đã đá, họ thua tới 5 và chỉ có 2 trận hòa. Nguyên nhân về thành tích viết bát của Zurich được cho là do huấn luyện viên Francisco Foda dồn toàn lực để cố gắng giành lấy vé dự Europa League và hệ quả là thành tích kém ở giải vô địch quốc gia. Arsenal sau chuỗi 5 trận thắng, họ đã sụp đổ 1-3 tại Old Trafford, nhưng cần nhìn nhận đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta chơi tốt. Các chuyên gia dự đoán Arsenal sẽ được đánh giá cao hơn và khả năng giành 3 điểm của họ lên đến 99%. Dù được thi đấu trên sân nhà Lesuru, nhưng với phong độ hiện tại, Zurich khó làm nên bất ngờ trước đại diện của thành London của nước Anh. Trận đấu giữa Zurich và Arsenal diễn ra lúc 23:45 ngày 8 tháng 9 thuộc bảng A Europa League mùa giải 2022-2023. Bạn dự đoán thế nào về trận đấu này? Đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ comment trong bình luận dưới video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!